Bà ra tôi hỏi chút coi, anh Đài con gái của mình hôm nay nó được mạnh chưa? Mà mấy ngày rồi lão nào có thấy dạng thấy hình gì nó? Lạ không? Tôi nào có thấy gì nó đâu. Tôi nghe con Ngân Tâm nói lại rằng con chúc anh Đài nó đau nặng, hình như là 3-4 ngày rồi nó biến ăn biến ngủ đó ông. Trời ơi, nếu quả thật như vậy là nguy hiểm lắm ông ơi. Con ơi là con ơi, gia đình này chỉ có một mình con mà có. Ông ơi, thôi tôi nói thiệt nghe ông, nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi cũng chết theo nó quá ông à. Gì đâu mà có chuyện không may như vậy. Lão nhớ ra rồi, có một hôm nó xin phép lão cho nó đi đến Hàng Châu du học. Lão muốn cho con nó đi, nhưng xét vì nó là thân gái nên không cho đi. Có lẽ vì vậy mà nó buồn bực rồi sanh bệnh cái gì. Bởi vậy cũng khổ lắm ông à. Nhà mình đơn chí không con trai, quý thương con như là ngọc ngà. Tại vì ông khắc khe làm chi, buồn con đau mê man trên giường. Tấm thông minh thức môn dân trường, xin đi xa học biết thêm nhiều. Vì làng ta kiếm đâu thầy hay, mà Ni Sơn danh tiếng ngôi trường. Vì đường xa núi non chập trùng, núi Ni Sơn tích dặm ngàn trùng. Phần vì con nữ nhi quỳnh thoa, đòi đi xa làm sao tôi yên lòng. Mấy hôm nay nó đang đau nằm, sai Ngân Tâm đi kiếm danh y. Dù tiền than thuốc cao là bao, được mong con bình yên mạnh lành. Ở tuổi già mỗi khi vào ra, vắng tiếng cười trẻ vâng mẹ cha. Buồn nào hơn vắng như nhà ma, chờ Ngân Tâm hoài sao chưa về. Với ông ngài nếu con tôi mạnh lành thì tôi suốt tháng ăn chay, phải xuyên đi chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này là giờ nào rồi mà chẳng thấy Ngân Tâm đưa thầy Lang tới cả. Vậy mà mày làm bà hết hồn hết vía hả? Tưởng là không rước được ông thầy á chứ. Ngân Tâm, mau lo xâm trà đưa thầy Lang vào đây xem mạch cho cô con đi. Xin vâng. Dạ, tôi là thầy thuốc chuyên cứu sống bệnh nguy, xin ra mắt ông bà, kính chúc ông bà được mạnh khỏe. Lão miễn lễ cho cái việc lễ nghi, xin mời ông thầy trẻ ngồi dùng trà thấm giọng. Dạ xin cảm ơn tía. Ê, ông ơi, tự nhiên đặt ông tên là Mía ông ơi. Ông dạ. Kêu cái gì kỳ cục vậy? Dạ, có phải lão ông là tía của Chúc Tiểu Thơ không à? Ủa, nói vậy kêu tía của Chúc Tiểu Thơ hả? Vậy mà tôi nghe tôi tưởng Mía chứ.
thưa ông thầy lang này hỏi thăm có phải ông là tía của tiểu thơ hay không đó. Dạ phải, dạ tôi là tía của nó. Dạ hèn chi giống quá. Hả? Ủa, ông quen biết với con gái tôi hồi nào? Dạ tôi nào có quen biết gì đâu. Tại sao lại nói là nó giống tôi? Dạ kính thưa, hình như tôi thấy bức hình của nàng nó đang treo ở đằng kia kìa. Ây chết, tôi thật vô tình, xin cáo lỗi. Dạ không có chi. Ông ơi. Ơi. Ra đây. Ông có thấy cái gì lạ không ông? Cái gì lạ đâu? Ông nhìn cho kỹ đi nha. Nhìn cho kỹ cái ông thầy này nha. Trong cái gương mặt sao giống tạc người anh họ của con Trúc Anh Đài lắm đó nghe ông. Đâu để tôi coi. Ờ ha. Nhưng mà có phần khác xa là có cái bộ râu. À này thầy Lan à, tôi nói cho ông rõ, con gái tôi nó sanh bệnh, sau là nó muốn đến Hàng Châu du học. Tôi không cho đi bởi nó là thân gái. Có bao nhiêu đó là nó buồn nó sanh bệnh đó. À chỉ có vậy thôi, nhờ ông cứu chữa dùm. Dạ xin viên ngoại chớ lo âu. Không gặp tôi thì thôi, ai may mắn gặp tôi thì trăm bệnh đều phải chết. Hả? Dạ không, dạ ý mạnh hết. Dạ bây giờ tôi khám bệnh rồi sẽ ra toa. Tôi xem mạch thì khỏi phải sờ trán hay cầm tay, mà chỉ ngửi vào chiếc khăn tay thì rõ. Hay á, ngửi kiểu vậy đó. Ông ơi ông, cái ông thầy lang này ông xem mạch kiểu mới mà. Ngân Tâm. Dạ. Hỗn láo bị đòn nghe con. Dạ. Mau vào phòng tiểu thơ mang chiếc khăn tay ra đây lẹ lên. Dạ. Thầy lang ơi, con gái tôi chưa có chồng, ông xem mạch cái kiểu này tôi thật lòng chịu lắm mà. Dạ thưa thầy lang, đây là chiếc khăn tay của tiểu thơ khi ngoại bệnh đang dùng đó. Dạ cảm ơn. Đâu nào, để tôi xem thử coi nào. Dạ kính thưa viên ngoại, phàm có người đau bệnh nặng thì thân thể khó an, ngũ giác bàng hoàng, tinh thần tứ tán. À, để tôi xem cho kỹ các giác quan như thế nào. À, dạ như tiểu thơ đây, thị giác nan kiến, thính giác nan thinh, vị giác nan khai, khứu giác nan tri, xúc giác nan động. À, dạ thưa viên ngoại, tôi xem qua cơ thể của tiểu thơ, các giác quan bất lực như mắt không thấy, tai không nghe, thần kinh suy, tay chân tê liệt. Còn sống là nhờ sự hoạt động của ngũ giác quan. Và còn hiện nay trong cơ thể của tiểu thơ thì bất động, nếu mà không sớm chữa trị thì sẽ nguy to. Các giác quan đều tê liệt. Lão đang lo đi. Dạ xin thầy cho biết. Dạ kính thưa viên ngoại, như tiểu thơ đây là. Dạ thưa,
thuốc trị bệnh cho tiểu thơ phải tốn nhiều thuốc quý. Tôi không hiểu ông bà có bằng lòng chấp nhận hay không. Ông thầy cứ nói, dù thuốc có mắc tới đâu lão cũng chấp nhận mà. Dạ, xin nhân ngoại hãy cho bút mực. Ngân Tâm, đi vô lấy bút mực ra đây lẹ lên. Trời ơi, chậm như rùa. Dạ, xin viên ngoại hãy nghe đây. Phải tìm cho ra nước hoa thanh màu cái sừng con rồng ở biển cả, tìm cái trứng của con kiến vương dách đất phủ muôn đời nơi. Phải tìm mấy muôn ngàn năm nước tỷ thủy của Quan Âm. Trời đất ơi, phải tìm giọt nước mắt của Khương Hoàng lúc bà khóc đời tan thương. Phải tìm cho ra não tủy con tôm hùm ở xa ngàn đại dương. Trời ơi, ông ơi, chắc tôi chết qua bà. Trời ơi, tôi chóng mặt say sẩm hết trơn rồi ông ơi. Dạ, nói thiệt với ông thầy, cái toa thuốc này có nằm chim bao cũng không thấy. Chẳng hạn như là não tủy con tôm hùm, nếu không có mình lấy ốc heo mình thế vô được không? Còn nước mắt bà Khương Hoàng, nếu không có lấy nước mắt bà vợ tôi thế vô được không? Được không? Tôi khóc hay lắm. Chứ còn tôi nói thiệt với thầy nghe, tiền thì tôi có thừa, còn các thứ ấy thì tôi đành bó tay. Dạ thưa viên ngoại, nếu như viên ngoại không tìm ra các thứ ấy thì tôi đành chịu để cho tiểu thơ phải chết mà thôi. Hả? Dạ xin kêu biệt. Khoan. Trời ơi, thầy Lan ơi, ông thầy ơi, thầy có thể trở toa trị bệnh bằng một thứ khác được không? Dạ, kiếm thuốc khác được không thầy? Cách khác à? Dạ. À, để tôi xem kỹ lại coi. Dạ, coi kỹ giùm tôi. Sở dĩ tiểu thơ lâm bệnh là vì buồn bực. Dạ đúng rồi. Nàng xin du học ở Hàng Châu mà cha không cho đi. Dạ. Nên nàng buồn mà sanh bệnh. Đúng đó. À, tôi nghĩ rằng nếu viên ngoại cho phép nàng đi thì chắc chắn khỏi uống thuốc là sẽ hết ngay đó viên ngoại. Thiệt vậy hả ông thầy? Dạ, nếu bây giờ tôi cho nó đi là không uống thuốc là cũng hết. Dạ. Dạ không được đâu. Thầy đừng quên nó là con gái kia mà. Dạ thưa viên ngoại, dù nàng là thân gái nhưng chí khí chẳng kém chí trai. Hay là viên ngoại bảo nàng giả dạng con trai xem thử. Dạ không được đâu, làm sao mà giống được. Tôi tin rằng nàng sẽ làm được. Nàng có thể giả dạng con trai rất giống, dù cho cha mẹ ruột trước mặt cũng không nhận ra. Tôi không tin đâu. Con gái tôi mà nó giả trai, nó đứng trước mặt tôi là tôi biết liền. Tôi không tin, không tin. Dạ viên ngoại hãy hứa đi, nếu như nàng mà làm được á thì ông phải cho phép nàng được đi du học ở Hàng Châu. Xin viên ngoại hãy hứa đi. Làm sao giống được ông hứa. Ơi ông ơi, ông nghe tôi nói nè. Nói đi. Để thử coi, bây giờ ông hứa một lời đi. Hứa phải không? Quan nhầm gì đâu. Có gì đâu mà không hứa. Rồi tôi hứa đó. Viên ngoại đã hứa rồi à? Rồi tôi hứa. Dạ, đó thì, dạ thì xin viên ngoại hãy ký vô đây. Bà ơi. Cái gì? Bà có thiếu nợ ai không bà? Trời ơi, tôi mà nợ nần ai? Tôi đâu có thiếu nợ ai mà tôi ký. Ông thầy ông biểu ký vô đây để làm bằng chứng đó mà. À, làm bằng chứng chứ không phải là thiếu nợ hả? Dạ dạ thưa viên ngoại, như vậy thì cho nó chắc ăn. Thôi nó hứa được rồi, ký gì không biết nữa. Trời ơi ông ơi, thời bây giờ bút xa gà chết, ông ghi vô cho nó chắc ăn ông ơi. Ghi vô phải không? Nè dạ. Coi tôi ghi nè. Dạ. Wow, chữ ký như rồng bay gà búa. Dạ, nếu mà ký rồi á, dạ, dạ con tạ ơn cha mẹ. Hả? Hả? Dạ, con là Chúc Anh Đài đây nè. Anh Đài đấy hả, anh Đài? Dạ. Trời ơi là trời, vậy là từ nãy giờ con gạt cha mẹ đâu phải không con? Bất hiếu, tại sao con dám gạt cha mẹ? Như vậy là không có được, cha mẹ. Không chấp nhận, không chấp nhận. Mẹ ơi, hồi nãy cha đã hứa rồi kìa. Ông ơi. Ơi.
Ông quên cái chữ ký rồi sao ông? Ký thì ký mà không. Hồi nãy ông hứa rồi, hứa mà còn ký nữa. Mình người lớn làm cha làm mẹ nói sao đây ông? Bà ơi, như vậy là bà toa rập với nó phải không? Không có đâu. Bà cũng muốn đi lắm phải không? Dạ không có đâu, tôi phải ở với ông chứ vợ chồng già mình mà. Hai vậy ha. Vậy thì bây giờ lệnh của tôi quyết định. Quyết định sao? Tôi quyết. Quyết sao? Cho đi. Dạ con đội ơn cha mẹ. Dạ thưa cha mẹ, con xin cha mẹ an lòng vững dạ để cho con đi du học ở Hàng Châu. Dạ, một lại này con trẻ kiêu từ, chuyến du học sẽ có nhiều thuận lợi. Dạ thưa cha mẹ, cho ngân tâm kiếm theo con, lo cho con sống hôm vui vầy. Vậy ngân tâm hãy lo hành lý, nè nhớ hành lý của nam tử, và khi mau giả hình nam nhi, nói rằng tơ thầy ơn của mẹ cha con nào quên. Con ra đi đến nơi Hàng Châu, ta cho ngân tâm sống hôm theo hầu. Khi cách xa chút cha cần nên kính đau, đừng để đời thấy con là con trai. Rời chút cha mẹ chút cầu vạn an, giữ gìn thân mình. Nơi Hàng Châu con đến nơi. Dạ con xin giả từ cha mẹ, con trẻ lên đường. Con đi ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Con nhớ bảo trọng thân mình, để chúc con gặp nhiều may mắn. Dạ thưa cậu, đến đây là đâu em cũng không biết nữa. Cái đất Hàng Châu thì em rành, còn cái đường đi lên núi Phụng Hoàng Sang là cái chỗ nào, thật là khó hiểu à. Tứ cửu, có gì đâu mà khó hiểu, đường đi trong miệng của ta chứ ở đâu. Nếu em không biết thì tại sao không chịu hỏi? Kìa, có hai người khách kìa, lại hỏi thăm xem sao. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cậu ơi cậu, thằng cha này chả điếc rồi cậu ơi. Chắc em nói không rõ chứ gì, đến hỏi thăm lại đi. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cậu ơi, mình xui quá. Cái thằng cha này chả điếc mà chả còn câm nữa cậu ơi. Làm sao hỏi thăm đường? Mặt mày người ta sáng láng như vậy, làm sao mà câm điếc được. Em lại hỏi thăm một lần nữa xem sao. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm đường đến Ni Sơn đó. Ni Sơn. Ni Sơn. Ê, sao hỏi thăm hoài không chịu trả lời vậy cha nội? Trời ơi cậu ơi, cậu ơi, thôi đúng rồi cậu ơi. Cái thằng cha này chả câm điếc tới 88% lận đó cậu ơi. Cái đồ quỷ sứ, làm cái gì mà xô người ta dữ vậy? Bộ nói nhỏ tôi không nghe hay sao? Mắc cái gì mà rống lên như là cọp rống vậy hả? Ý chết, huynh này biết nói rồi. Dạ, tôi ngỡ rằng huynh câm hay điếc. Thật ra thì ý nghĩ tôi rất sai. Dạ xin thành thật tạ lỗi, tạ lỗi ạ. Không có chi cả. Anh muốn hỏi cái gì? Dạ cậu cháu tôi từ Hàng Châu muốn du học ở Ni Sơn. Đến đây bỗng thấy nhiều lối đi quá, cho nên không có rõ. Xin huynh chỉ hộ giùm rất là cảm ơn. Ý cô ơi, cô ơi. Hả? Gì cô? Hả? Gì cô? Tôi nói anh là cô hồn á. Ê tôi không phải là cô hồn, tôi là âm binh. Gia Đồng, cô ở nhà sao em cứ nhắc chi vậy? Dạ, em quên. Cậu ơi cậu, hai người này cũng đi đến trường Ni Sơn giống như mình vậy đó. Dạ, xin kính chào công tử. Dạ, kính chào công tử.
thưa công tử, cho tôi được hỏi thăm. Chim rừng liêu lo cánh thơ mộng qua, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối khó mong thông đường, xin người chỉ giúp giùm cho. Thưa công tử, đây miền Nam núi chập trùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn. Nhiều lối đi lên tới ngôi trường. Ngôi trường gần đây cách hai đèo, trường ta là nơi hương đi sơn đèo. Xin đa tạ, đa tạ. Sử sôi kinh chi chung cùng, xin cho biết tên mình cùng quen nhau vui ban đầu. Xuôi ha không reo một lòng rằng mong biết tên huynh đài. Công tử tên gì xin cho biết. Kính thưa công tử, nhà có dư hàng trăm tên hầu, miền Triết Giang là quê. Con túi xuân được trắng tròn, tôi tánh danh là Chúc Anh Đài. Dạ, xin kính chào Chúc công tử. Dạ thưa, còn quý danh của công tử là chi? Dạ, thưa cùng Chúc công tử. Cha tôi mất đi tuổi còn âu thơ, mẹ già dưỡng nuôi ngày qua ngày qua. Tuổi mong mơ vừa đúng trăng tròn trăng, hiện tình quê nhà qua ngày đủ ăn. Sơn Bá. Dạ, xin ra mắt Lương công tử. Ngân Tâm, hãy mau ra mắt Lương công tử đi em. Chào Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm. Tứ Cửu, mau ra mắt Chúc công tử đi. Dạ, em xin ra mắt Chúc công tử. Chào tiểu đồng Ngân Tâm. Ủa, sao anh biết được tên tôi? Thì hồi nãy Chúc công tử mới gọi Ngân Tâm, Ngân Tâm đó. Hả? Chào tiểu đồng Tứ Cửu. Ủa, sao biết tên tôi ạ? À? Mẹ ơi, sao anh mau quên quá à? Thì Lương công tử vừa mới gọi tứ cửu đó. Ừ, hen. Vậy mà tôi quên. Thưa công tử, đường du học bao người đang lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn trên đường học vấn. Không được đâu. Tại sao vậy? Bộ Chúc công tử không thích làm bạn với tôi à? Phải như vậy đâu, vì tánh của công tử tôi thì khác, nào có giống như các chàng trai. Là con người có một không hai, không chịu kết bạn, chắc là phải cái. Cái anh này. Tứ Cửu vô lễ. Tứ Cửu, em hãy nhìn kìa. Diện mạo thể hiện qua tất lòng, tôi muốn kết bạn thân. Lần lần vui tương ngộ ban đầu, nếu ai kia không phân ý biệt thì đôi ta kết thành tình bạn, để cùng nấu sự sôi kinh đời đơn côi ta có tâm đồng. Sợ cho bạn bè không chịu được
nâng tâm chung mình cùng xứng lứa vừa đôi. Trên gia chủ đã kết đôi, vui chúng ta cùng kết bè. Cả bốn lòng đều mong già, sống thân thà không có bảy bà. Nếu trời có bão tô phong ba, chúng ta quyết không nghe lìa. Lương chúc hợp hòa, tư ngân kết nghĩa. Sanh bước tới trường, ngạo du kinh sử. Dạ thưa cậu, cuộc gặp gỡ hôm nay thiệt là vui quá. Nhiều lời hay như muôn dạng ý thơ. Nếu muốn cho tình bạn khỏi phải nghi ngờ, mời tất cả hãy thề thốt để tỏ rõ tất lòng chân thật. Hay quá, ý của tứ cửu thật hay. Nhưng đây là toàn là núi đồi, làm gì có nhang khói để chúng mình thề thốt. Ý, cô ơi cái gì cô, hả, cái gì cô ạ? Tôi nói anh là cô hồn á. Ngân tâm, cô ở nhà tại sao em cứ nhắc hoài vậy? Em quên. Dạ, thưa cậu, nếu ở đây không có nhang thì ta mượn cành liễu năm khâu hòa hợp. Mượn cành mai thề có lão tơ hồng. Vô duyên à, bạn bè thì làm gì có lão tơ hồng trong đó. Ai biết đâu. Chúng ta phải nói là ta thề gian chứng có cao dài, chứng cho mối tình đầu gặp gỡ. Vô duyên nữa à, mở miệng ra là vô duyên à. Ta là bạn hữu thì làm gì có tình đầu trong đó chứ. Ai nói không có tình đầu trong đó chứ. Bạn bè mới gặp kết tình liền. Tôi hồi nhỏ tới giờ nè, còn con trai nheo nhẽo à, chưa có kết bạn với ai. Như vậy không phải là tình đầu sao? Cái anh này nói ngược mà nghe cũng xui ha. Ngân tâm ơi, trên và dưới như nhau một ý. Vậy ta nhường liễu mai cho gia chủ trọn thề. Còn chúng ta ra mắt nhau bằng tục lệ của riêng tôi. Tục lệ của anh sao? Lại nhau ba lại để gọi là ra mắt. Lại nhau ba lại, đồng ý. Nào, chúng ta đồng thề thốt. Sơn ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dài không hài lòng. Vui cùng vui về nơi triền miên, chim tung trời xóa bao lụy phiền. Ghép cho mày kết bao thâm tình không đổi thay. Đây tôi chúc tên anh đài, xin minh chứng trên cao dài không nguyện đồng tâm. Tuy đôi mình chân sanh cùng giờ, đến thiên thu chết duyên chung mồ không sẽ chia. Xưa kia có ba nhà từ kỳ thề kết bạn, kết nghi tâm kết sẽ tim lòng không sống xa. Quên lời sẽ mang cái nợ đời, té xuống sông chết cho nhân rằng khi dứt lời.
sơn chứng minh cho những câu thề. Tình này nguyện không phai. Một đời thuân yêu để hầu nhận soi. Một đời thuân yêu để hầu nhận soi. Trì vì nước non thái bình yên vui. Trì vì nước non thái bình yên vui. Vui vẻ. Nước biển thì sao? Nước biển thì sao? Sao đây? Nước biển nhà tan. Nước biển nhà tan quang. Quang. Muôn trì nước thì sao? Muôn trì nước thì sao? Lấy ân đức cần hơn. Lấy ân đức cần hơn. Muốn trị nước ta phải làm sao? Lương Sơn Bá. Dạ thưa thầy, muốn trị nước ta cần phải có phước đức à. Giỏi lắm. Chúc Anh Đà. Muốn trị gia ta phải làm sao? Dạ thưa thầy, muốn trị gia thì ta phải nghiêm. Giỏi lắm. Mã Văn Tài. Mã Văn Tài. Thằng nào kêu tao hả? Dạ con kêu ông đây. Kêu tao hả? Dạ, dạ thầy kêu con. Nghiêm túc. Nghe ta hỏi. Dạ. Nước biến thì sao? Dạ thưa thầy, nước mía thì ngon. Ta hỏi nước biến chứ không phải là nước mía. Nước biến thì sao? Dạ thưa thầy, nước biển thì mặn. Nước biến. Nước biến nghe rõ chưa? Dạ thưa thầy, con nghe rõ rồi. Nước biến thì sao? Dạ thưa thầy, nước có biến thì ta phải nhanh chân giọt.
cái sĩ khí của người dân là thế đó. Dạ thưa thầy, khi mà nước có biến loạn á, ngu ra không chạy, ở đó chết ha. Thật là thứ phàm phu tục tử. Chúc anh Đài. Dạ. Nghe ta hỏi đây, tiểu nhân đối với đại nhân như thế nào? Dạ thưa thầy, tiểu nhân đối với đại nhân gần thì lễ phép, xa thì oán giận. Hay lắm. Lương Sơn Bá. Dạ. Con hãy nhìn vào bức tranh này, con thấy gì? Dạ thưa thầy, một cô gái đẹp đi trước, một đàn trai trẻ theo sau à. Ê Sơn Bá ơi, không phải là đàn trai trẻ đâu, mà đó là một đàn dê khổng lồ á. Sơn Bá. Dạ. Hoa đẹp là hoa thế nào? Dạ thưa thầy, hoa đẹp là hoa có gai à. Trời, không dám có gai đâu bá ơi. Mã Văn Tài. Dạ. Gái đẹp đối với thế nhân ra sao? Dạ thưa thầy, gái đẹp đối với thế nhân là dách lầu mũ pho. Con người ăn no quá thì sao? Dạ thưa thầy, con người mà ăn no quá đó thì hết đói, mà ăn nhiều quá thì phát ách, còn mà ăn ít quá thì ốm nhách. Thật là thứ cây một khó khắc. Dạ thưa thầy, tường rôm không có vững chắc. Quả là thứ sâu dân mọt nước. Ôi da trời ơi, trời ơi, trời ơi, ôi da. Kìa, chúc đệ, đệ xấu ha. Lương huynh, em xấu gì? Rõ ràng đệ xấu với anh, ta đã là tình nề bạn hữu, vui cùng vui, buồn cùng buồn. Em có sách mới mà xem một mình là để xấu đó. Lương huynh, em nào có giống anh chi, đó chẳng qua là anh nghi đoán. Quan ước cho em vô cùng, anh hãy nhìn xem đây là quyển sách cũ. Đâu, đưa anh xem. Đây, anh xem đi. Ôi thật tội nghiệp cho em, anh gây cho em chịu quan tình. Hiền đệ nè, Lương huynh đã lỡ lời, xin chịu tội với em, thương tình tha lỗi cho anh. Không có chi, Lương huynh đừng bận lòng, em chỉ xem quyển sách này mà thắc mắc trong tâm. Sách nói sao mà em thắc mắc? Lương huynh, anh chỉ học mà không tự vấn. Sao à? Tại sao trong bài này thầy chỉ trích phái nữ thậm tệ, như là hữu nhan sắc là hữu ác đức, hoa đẹp là hoa có gai. Đúng rồi. Lương huynh thử nghĩ coi có đúng hay là không. À, chúc đệ chưa rõ, thôi thì Lương huynh giải thích cho hiền đệ được thông nha. Lương huynh hãy giải thích cho hiền đệ nghe nha. Ngày xưa vua Đức Thành Thang, nhân đức từ tâm, người người mến thương. Rồi về sau vua chết truyền ngôi, cho con thừa kế là vua. Vua ân ai sắc nàng tố, để rồi làm điếu tàn ngôi, chỉ vì vị sắc hương. Châu Dương yêu bao tí làm suy, Tây thi nhàn sắc làm tàn tành nước. Đời xưa cánh tan bởi vì người đẹp gây ra, phải chăng vì sắc vì tình mà tan tóc thê lương điều tàn. Người vẫn lầm than với cái hoa suy tình, ta là trai phải có tim anh hùng mà nhìn tương lai. Cố tránh sao là tránh thường tình, bằng không tránh ta đây
nghề sống chuyên nuôi tầm nuôi dưỡng con ngon. Tay thì phá nước khô tan tành nhan sắc khuynh thành cánh hoa đào đã hồi quê màu ngô phù say đắm sắc nàng nên thứ triều chinh ngô đời phải ban khen nàng tay thì Chúc Đệ nói rất đúng, đời phải có người về người khác chứ đâu có giống nhau được. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Nhưng trường hợp này Chúc Đệ có phần binh vực cho phái nữ lắm đó. Đệ thấy sao thì nói vậy. À quên nữa, Quỳnh có thêu chiếc khăn tay mang tặng cho đệ, em xem coi có đẹp không. Không đẹp. Sao? Thế này mà không đẹp à? Lương Quỳnh, đôi bướm gần bên nhau tung cánh bay, không có nơi nương tựa. Nè, anh cho chúng một tổ ấm để người xem có phần đẹp mắt không. Chiếc khăn nhỏ như thế này làm sao Quỳnh thêu đủ một tổ ấm chứ. Có khó gì đâu. Sao? Anh chỉ thiêu một cành cây cho chúng đậu là xong. Hay, hay quá. Chúc Đệ thật là sáng kiến à. Để Quỳnh thiêu. Kìa, Chúc Đệ, em cười gì? Tại sao em cười? Lương Quỳnh, Lương Quỳnh thiêu cái gì mà tệ dữ vậy? Em thiêu có được không mà chê anh tệ? Lương Quỳnh, để thử xem. Nào, mời Đệ. Đường kim cho đến mũi chỉ thật là tuyệt. Chúc Đệ, em giỏi lắm, chẳng kém gì con gái à. Người ta ra ơn mà chẳng biết mang ơn, lại kiêu ngạo người ta là con gái à. À Chúc Đệ, Quỳnh thật tình khen tài của Đệ, chứ nào có ý chi. Nếu Quỳnh có lỡ lời, thôi thì cho Quỳnh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không có chi, không có chi. Các bạn ơi, đi tắm đi các bạn ơi. Đi tắm đi, tắm đi. Ê, 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 đi tắm không? Lương Sơn Bá, tắm không? Chúc Công Tử, tắm không? Sơn Bá, nói nghe nè. Tôi đố Sơn Bá, Chúc Công Tử có đi tắm không? Trời nực nội tắm thì mát, có gì mà không dám đi. Như vậy đó mà tôi biết Chúc Công Tử không dám đi à. Tại sao? Tại vì... Dạ dạ tại vì, vì Chúc Công Tử mới đêm vừa qua, trời trở gió lại mưa đêm. Hôm nay người xanh lành thấy ghê, tôi liền nhớ lại lấy gừng ngâm với rượu rồi đánh gió kịp thời, không thì đã đi đời. Thằng này nói lâu mà cũng thật hay, đêm mà qua có mưa đâu. Dạ thưa em nằm mơ thấy mưa, mưa từ giờ ngọ kéo sang giờ thì nước ngập. Trời, mới có nằm chim bao mà đã đau rồi. Mới chỉ nhìn thoáng qua, tôi cũng vừa biết Chúc Công Tử là người con. Là người thế nào? Mà Công Tử nói năng với tôi phải lựa lời đấy nhé. Làm gì đâu phải lựa lời. Tôi nói là người con rất khó nuôi. Nhìn sao mà bảo là khó nuôi? Khó nuôi chứ sao không khó nuôi. Tại sao đàn ông mà lại xỏ lỗ tai? Đó. Ai xỏ? Đó, Chúc Công Tử đó. Không tin lại thử coi có phải xỏ lỗ tai không. Chúc Đệ, sao em lại xỏ lỗ tai? Lương Huynh, hồi ở Triết Giang á, trường của Đệ mỗi khi có cuộc lễ tất niên đều có bài ra ca hát.
ở đó để được chọn đóng vai Phật Bà Quan Âm nên xỏ lỗ, nên xỏ lỗ tai cho nó giống vậy mà. À, thì ra là như vậy. Tôi hơi hiếu kỳ một chút. À thôi, à, thì bạn bè cảm phiền nha. À chào, tôi đi tắm à. Đây đi tắm, đây 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 đây. Chúc đệ, chúng ta đi. Đi đâu? Đi tắm. Trời đất. Đệ không đi đâu. Tại sao vậy? Tại vì đệ bệnh, đệ mới mạnh mà. Thưa lương công tử, sư ông gọi công tử vào có việc. Vậy à, chúc đệ ở đây, huynh vào coi thầy gọi anh chi nha. Coi cô. Coi chừng có ai không. Cô an tâm, không có một bóng nào hết á. Dạ thưa cô, có thơ của ông bà từ nhà gửi đến cho cô nè. À kìa cô, thơ nói gì mà cô lộ vẻ buồn bã quá vậy? Ngân tâm. Dạ. Mẹ ta đau nặng, cha buộc cô phải về gấp. Về gấp? Rồi cô tính như thế nào? Ngân tâm. Dạ. Ngân tâm ơi, chúng ta phải về, không nên chậm trễ. Cô à, nhưng mà cô cho em hỏi thật nha, cô có luyến tiếc 3 năm kinh sử chăng? Cô có đợi chờ người đáp trúng mấy dần thơ chăng? Cô có buồn khi xa cách mối tình đầu, khi đã có bóng chàng trai đã đi vào mộng? Ngân tâm, đồ quý nè. Đồ quý nè. À, cô à. Em xin lỗi, em xin lỗi cô mà. Đừng. Dạ, con kính chào sư mẫu. Ta miễn lễ cho con. Chúc anh đài bổn phận làm con giữ chữ hiếu làm trọng. Hay tin mẹ đau phải về thăm viếng. Anh đài, con đến đây thấm thoát đã được 3 năm. Trong số học tử, ta xem con là hơn cả. Dạ, cảm tạ sư mẫu có lời khen tặng. Ngày lúc ban sơ con thấy rất hữu tình. Từ bản thân cho đến bậc thầy đều khẳng khích tình thương như ruột thịt. Nay có việc phải trở về quê cũ, ôi lòng con nghe sao xuyên u buồn. Lạ kìa, một giọng nói chứa nhiều ẩn ý. Anh đài, có điều chi cần muốn nói với ta chăng? Kính thưa, con xin phép đô thầy một việc. Thầy hãy nhìn xem con trẻ có một khác thường. Trong dáng điệu trăm anh đài cát, nét ưu tư khác hẳn tính nam. Cười đẹp sao đẹp tở má hồng, mắt sao sáng mai tâm tuyệt mỹ. Nay ta nhìn thật kỹ, đó thuộc hạng mỹ nhân. Càng ngắm nghía lần lần, nào phải hàng nam tử. Chúc anh đài, sao con liều lĩnh thế? Dạ thưa, vì ham học ở Ni Sơn nên buộc lòng phải giả dạng. Trên đường học con đây có bạn, cùng chúng nhau vui đọc sách sử kinh. 3 năm qua thêm triều mến thâm tình, người bạn đó là Lương Sơn Ba. Nay mắc phải trở về quê cũ, thương bản thân con muốn nói thật lòng, những ngại ngùng không nói ra câu. Thôi đành chịu không làm sao hơn được. Như Lương Sơn Bá chẳng kém phần Ngọc Tú, người thông minh đáng bậc tinh anh. Nếu được cùng con tác hợp duyên hài thì thầy chẳng quản công ra mai mối. Đa tạ sư mẫu giúp con. Sư mẫu ơi.
nhớ ơn tìm cách trao chào. Từ lúc quen đến trường đôi lứa như bóng hình, ngày từ biệt mẹ cha hàng châu không sân trình suốt ba năm dài, chung chia sớ buồn vui, biết bao kỷ niệm luyến lưu không đành rời xa bút nghiêng ngồi trường. Nghe càng có nguồn cơn lòng kêu việc sư mẫu. Ngân Tâm ơi, nhớ lại cái buổi ban đầu á, cũng tại cái chỗ này nè, hai chúng ta gặp gỡ để rồi kết nghĩa. Ôi cái ngày đó nó vui kể sao cho hết. Còn hôm nay chúng ta chia tay, sao tự dưng thấy nó nghẹn ngào, nó nức nở, sao nghe nao nao không có thốt được nên câu. Ước gì nơi đây có một bầu rượu hồng hoàng, anh với em sẽ uống cạn để quên cái nỗi buồn xa cách. Em nói anh nghe nè, bây giờ để tránh cái nỗi buồn thê thảm đó, vậy hai ta bày kiếm cuộc vui đi, nào nói dốc hoặc làm thơ, đây là ý kiến của em á, anh chịu không hả? Ý kiến của Ngân Tâm thật là hay đáo để à. Nè, anh xin nhường cho Ngân Tâm đố trước xem sao. Em đố anh phải đáp cho trúng nha. Trong cơ thể con người có những thứ gì chua chát ngọt? Đố gì kỳ cục vậy? Trong cơ thể con người làm gì có những cái thứ đó? Có chứ sao không có. Cái thông minh của anh để chỗ nào? Chà chả, đừng có nói ta ngu à nha. Đừng có khi dễ à. Nào, nói lại nghe nào. Anh nghe nè. Nghe nè. Chuẩn bị mà trả lời nghe không? Cái gì trong cơ thể con người lại có mùi hương gì chua chua? Còn cái mới thiệt là chua, còn chát thì có bắp chuối dưới chân, mùi à dĩ ngọt là đây cái bé chành. Hả? Cái bé chành là cái gì? Cái bánh chè. Anh Tứ Cửu khá lắm đó nghe. Nè, người ta đáp trúng sao không gọi là hay mà cho là khá? Khoan, vội vã đã, vì còn có câu đố tiếp nữa chứ bộ. Được rồi, cứ đố tiếp đi, dù cho 1000 câu tôi cũng đáp trúng dễ ợt như là uống nước lạnh á. Vậy ha, vậy anh nghe hỏi tiếp nè. Thường thường con cá lớn ở dưới nước nó ăn cái gì để sống? Con cá lớn thì nó ăn con cá nhỏ để sống. Cá nhỏ ăn gì? Cá nhỏ ăn tôm tép. Tôm tép ăn gì? Tôm tép ăn rong rêu. Rong rêu ăn gì? Rong rêu ăn đất. Đất ăn gì? Đất ăn cây. Cây ăn gì? Cây ăn... Hả? Trời ơi! Hả? Cây là cái thứ bất động vật, thì con ăn cái gì được nữa? Đố vậy, đố càng, đố bướng. Nè, em không có đố càng bướng đâu nghe. Không càng bướng thì tôi chịu. Chịu gì? Chịu thua.
tôi đố ngược lại Ngân Tâm đó. Ngân Tâm nói thử coi. Anh nói sao? Anh dám đố lại em hả? Ừ đó. Cây ăn cái gì? Cây ăn ông cố đội anh đó. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ba, cậu đài ơi, Ngân Tâm nó chửi em à. Nó nói cây ăn ông cố đội em. Anh đừng có nói láo nha. Kìa Ngân Tâm, sao em chửi anh Thứ Cửu? Dạ, giờ tôi không tưởng em nào dám hổn với anh bao giờ. Sao mày dám nói cây ăn ông cố nội tao? Anh nghe tôi hỏi nè, ông cố nội anh chết chưa? Chết lâu rồi. Chôn chưa? Chôn rồi. Chẳng lẽ để mày ăn? Chôn bằng cái gì? Chôn bằng hòm. Hòm là bằng gì? Hòm là bằng gián. Gián là gì? Gián là bằng cây chứ gì. Ừ, thì ông cố nội của anh chết, người ta bỏ vô hòm, mà hòm là bằng gián, gián là cây, vậy không phải cây ăn ông cố nội anh sao hả? Hang. Ông cố nội ta nằm trong bụng cái hòm, như vậy mà ta không thông minh chút nào ha. Ngu quá, ngu quá. Chẳng những anh thiếu thông minh mà anh còn kém phần thấy xa hiểu rộng nữa đó. Đôi mắt của ta như thế này mà dám nói là không có thấy xa hiểu rộng hả? Đố nữa đi, ta nói cho nghe. Anh nói anh thấy xa hiểu rộng thì tôi đố anh thêm lần nữa nè. Đố đi. Nghe này nha. Đưa anh này biết ngược cùng trăng, chung quanh này hoa lá tuốt tươi muôn màu. Đưa anh này biết được nơi này, loài hoa này xinh đẹp là hoa hoa hồng. Biết không hả? Hoa hồng làm sao có ở đây, có chăng này là có ở miền Hoa Viên. Hoa Viên, Hoa Viên, Hoa Viên, ở đây này núi chập trùng, làm sao này có được hoa hồng là hồng ở đây. Hoa hồng này lẫn nước trong anh, bởi anh này nhắm mắt làm sao thấy hoa hồng. Đồ đuôi, đồ đuôi, đồ đuôi, đồ lót trong té đổ. Chị chúc công thừa em khơi ra chi mà đắng đo tình à em và anh, tình thân thương tình anh băng qua rừng chồng gai vì em, nếu phải cần hy sinh vì em dù đường đi lắm gai nhiều trong lòng lương huynh, lòng không nào lòng. Đa tạ lương huynh, lương huynh. Sớm với chiều lo việc đôn cuối gắng
về nhà dành cho vợ con anh đúng không? Lương huynh đoán đúng. Lão tiều phu ra công lên non đốn củi đem về để đổi gạo chỉ vì vợ và con. Còn hôm nay huynh đưa đệ xuống non thì lương huynh chẳng khác chi lão tiều phu vậy. Không, chúc đệ nghĩ sai rồi. Lão tiều phu ra công là vì vợ vì con, còn huynh đưa đệ xuống non là huynh vì tình bạn hữu kia mà. Lương huynh, em nói giống mà. Đâu có giống đệ. Lương huynh, anh hãy nhìn kìa. Anh nhìn thứ xem mấy lời em đố anh. Ngóng kia có đôi cơn quân, đâu mà anh tìm. Anh tìm dùm ra con mai. Anh chỉ em từ nói rõ coi nào. Nào là nào biết không mà. Nhìn thư xem mấy lời em đố anh, ngóng kia mến nhau cơ tình, khó mà anh tìm. Con nào là con mai, không thể trí ra rồi. Ngắm rõ cõi nào, nhìn là nhìn giống nhau. Con giống nhau như đúc, làm sao biết con máy mà chỉ cho đệ. Dễ như vậy mà tìm không ra. Lương huynh, anh nhìn kìa, chúng khắng khích nhau là bởi vì con trống và con máy. Có đời nào một giống mà mến thương nhau. Quả Lương Sơn Bá ngu như là con ngỗng đực vậy. Hả? Huynh giận đệ đó. Tự nhiên nói huynh là con ngỗng đực à. Lương huynh, cho em xin lỗi nha. Cho em xin lỗi mà. Lương huynh, nếu biết lỗi thì huynh không giận đâu. Lương huynh à, đôi lứa mình giống như ngóng kia mến nhau, đã nên mối duyên sắc tâm. Nói em nói sai rất sai, ta giống trai kia mà. Đâu có giống được đệ. Lương huynh, anh nhìn kìa. Kia dòng nước trong dưới hồ đồi cá bơi. Cá kia có đôi tứ tình, cá tình thương như mình, như chồng vợ, như chồng vợ. Cá dưới hồ như tá trên khơi, tình là tình yêu. Dưới hồ không như ta trên bờ, tình và dòng thương yêu khác nhau có đâu như mình.
là chú một đồng, trên lưng y bò vui thú đồng ruộng, nhạc đồng quê lần lần chưa chàng. Một giống ngua như bò, không tìm ra lý khôn, không mở thông mình. Nếu đem dí ra so sánh, quân nào khác chi còn bò. Hồi nãy nói huynh là con ngỗng đực, giờ thì nói là ngu như bò. Huynh nghĩ chơi với đệ luôn, đệ hổn quá à. Lương huynh, Lương huynh cho em xin lỗi nha. Cho em xin lỗi đi mà. Không có xin lỗi gì hết, huynh giận đệ luôn. Lương huynh, Lương huynh không tha lỗi cho em thì em quỳ đây luôn cho tới chết. Từ nay đệ còn hổn với huynh nữa hết. Thôi, trời sắp xế chiều rồi, ta mau mau qua cầu đi em. Mau lên. Đi Lương huynh. Lương huynh xa hoàng nhọc
nhân, nghĩ tình bạn vô dầm ngang tiền. Cầu ô thước đã chia đôi ngà, giọt mưa ngâu là giọt lệ tình. Lương huynh, trước khúc chia tay, xin cho em hỏi đôi lời. Chúc đệ, em muốn hỏi huynh điều chi? Dạ, lời xin hỏi ước mơ về tương lai. Sao không kiếm tình yêu để làm duyên nụ cười? Duyên trăm năm trời ban đại sinh vì quân làm mối tìm duyên cùng anh ước thề vàng đã gửi lời trao. Anh đại hỡi không nên kiếp thân anh nghèo sơ sát, nào mơ kết sẽ duyên cùng lập công danh soi kinh miệt mài. Nàng này tên chi, tiên ở đâu để anh cầu hôn? Nếu do trời xui khiến để anh tương phùng với tiền tóc tơ bát, ta phân kỳ xót xa trong lòng ngày nàng rượu tình thương. Kỷ niệm đường Nam Sơn lần đầu tiên ta gặp gỡ, lưu
kinh sứ ba năm triều mến. Khi xa anh đài có ai chia buồn cùng sương ba sầu đau, còn buồn nào hơn trong lương sơn ba. Biết nói sao khi biệt ly. Xa giọt lệ hàng châu buông vui chàng chưa. Anh có nghe mấy sầu tư cho đôi ta, xin chớ quên ba năm triều mến ơi. Xin mang theo đường những câu ân tình thương nhớ nào quên. Làm sao em quên tên lương sơn. Ly đến rồi à, gánh theo lòng muôn nỗi nhớ thương. Lương huynh xin kêu biệt. Kêu biệt. Sơn Bá con. Dạ, sư mẫu. Sư mẫu đến bao giờ mà con không hay biết. Xin sư mẫu tha thứ cho con. Dạ, mời sư mẫu ngồi. Sơn Bá. Dạ. Sư mẫu có nghe chúng nói lại rằng con nhuốm bệnh, ngày cũng như đêm biến ăn biến ngủ. Có lẽ đây cũng là chứng buồn sanh bệnh chứ gì. Sơn Bá con, ngài anh đại tự gia xuống non chút gia phản hồi nhìn con
lòng thương mến nhau như vợ với chồng. Dạ, con trình cùng sư mẫu. Đại dương người bạn tốt, chúng con đã quen khi đến trường. Thành tâm nguyện cầu sanh tư giữ đông, cạnh liễu thai làm nhang. Xác thế hàng châu mà hồn nhờ mai triết vàng. Tâm thoáng cơn mê tình, hình bóng của ai ân hiền chắc chờ. Vì nhớ anh đã ở nơi phương trời xa, con thương từ giàn do mắng sâu thần sâm héo sao. Nếu thuốc hàng chân lại chuyên tâm hồn để con dời nỗi buồn thương nhớ, ta có dược thần con chỉ nghe qua lời dù đang ấm đau nàng sư mẫu cho con tường là chi. Dạ đúng, sư mẫu nói rất đúng. Có lúc con vô tình làm cho anh Đài giận. Sư mẫu biết không, anh Đài giận dai lắm, năn nỉ gần hụt hơi mà cũng còn giận. Lại thêm cái tật hờn mát như là con gái vậy đó. Con không hiểu à? Thưa sư mẫu. Dạ, việc gì à? Chỉ vì con sáng nóng hơn người, đây nghe bao lời đố ta, tìm ra mà xem người ta vẫn là chuộc anh đại. Phải đoán xem gái kia hay trai, con cho ta được biết ra sao, người kia gái hay là trai, tìm cho ra với chúng anh. Nghe mấy lời con đây tìm ra, con tưởng đố gì con không tìm ra. Tình bạn thân kết sẽ tình thâm, người là trai là chúc anh Đài. Dạ anh Đài là trai à. Sơn Bá, con đáp như vậy có đúng không con? Dạ đúng chứ, chuyện đó đối với con đâu có khó. Có lúc anh Đài còn chê trách con tánh nhút nhát, không xứng đáng là bậc nam tử nữa à. Đó là vì nàng khôn khéo mở lời để che giấu mối tình còn e thẹn. Người chê con là gái để xem con có nhận người là gái giả trai không. Dạ thưa sư mẫu. Trí trí con vốn không ngu đần, sao con không tìm lý chân gần cùng xem nàng đúng tay là gái tần tượng có đúng không, với bao nhiêu lời đây trên ta nào giấu gì. Vì người con tánh hay thờ ơ, người ngây thơ thật xa dài khờ. Có lúc Đài cùng con lời phân, lúc đóng trò Đài làm bà tiên. Nhiều người xem phải nhưng mà khen, bà Quan Âm là chúc anh Đài. Chúc anh Đài quả thật là trai, chúc anh Đài quả thật là trai. Từ hình dung tướng đi là trai,
chàng là trai là chuốc anh Đài. Dạ anh Đài là trai à. Sơn Bá, con đã lầm, cũng như bao người đã lầm. Bây giờ sư mẫu cho con biết về Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài là con gái của Trúc Viên Ngoại. Vì nàng muốn đi du học ở Hàng Châu, nhưng là thân gái cho nên cha mẹ không cho đi, nên buộc phải giả trai để đi du học. Sơn Bá, nàng yêu con lắm, nhưng còn ngần ngại không dám thốt nên lời. Trước giờ về nhà, nàng cũng không quên nhờ sư mẫu trao tặng lại cho con với kỷ vật là ngọc trâm. Sao nhờ sư mẫu nói với con rằng hãy sớm lo việc cầu hôn. Sư mẫu ơi, con đã nhớ ra rồi. Hèn chi trong lúc con đưa tiễn, nàng đố con nào là lão tiều phu vì vợ vì con, đôi ngỗng con nào là con mái, cặp cá kháng khích lội ở dưới nước nữa. Tất cả nàng mượn cảnh vật để ám chỉ mình là gái mà con vô tình không biết. Ôi Lương Sơn Bá, con ngu như là ngỗng đực à. Sơn Bá, con hãy mau thu xếp đến Trúc Gia Trang cho kịp việc cầu hôn, đừng trễ nải mà tội nghiệp cho nàng chờ đợi. Đây, đây là ngọc trâm mà nàng nhờ ta trao lại. Đa tạ sư mẫu, đa tạ sư mẫu. Nhờ bà thầy đưa tin mối mai duyên, Lương Sơn vượt núi băng rừng tìm người thân cách xa. Bao ngày trải bao ngày qua lòng thương nhớ mong chờ, xa Hàng Châu đến tìm nàng, tình bằng lòng đôi nơi biệt ly. Buồn như nhung xa Sơn Bá tìm đến anh Đài, không gì hơn còn sướng gì bằng, xưa là bạn nay biến nàng dâu. Tơ hồng nguyệt lao khéo xe tình, đẹp duyên tình cớ tâm đồng. Nàng là nàng không phải là trai. Ôi trời mình ngu như là con bò. Ôi trời mình ngu như là con cậu. Cậu ơi, cậu ơi, chờ em theo với cậu ơi, cậu. Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi, tiểu thư, tiểu thư à. Ngân Tâm, dạ? Có chuyện gì mà em hối hả vậy? Chuyện gì vậy em? Tiểu thư ơi, trước mắt em thấy rõ ràng, ở trước cổng dinh nhà ta có bày ra cuộc lễ đó. Lễ chi vậy? Em cũng không biết nữa, mà ở đằng trước thì có treo bông thắt tụi, ở đằng sau thì kết gấm thiêu qua. Cái lễ này chắc chắn ở nhà ta, em đoán chắc đây là lễ hội đó tiểu thư à. Nếu quả thật vậy thì không uổng công ta chờ đợi. Chút già Lương hai họ hiệp nhất gia, nhưng không biết ông bà có chấp thuận hay không. Tiểu thư ơi, trong khi em dâng trà cho khách uống rồi em nghe lén, lòng của em cứ phập phồng lo sợ, có tiếng được tiếng mất, ngân tâm em không có tận tường. Nhưng em có thể biết được rằng ông bà sẽ bằng lòng, bởi vì có tiếng cười gian lấy làm thích thú và có phần thân mật lắm. Cô hãy an tâm đi, thế nào rồi ông bà cũng vào đây nói cho cô rõ. Ơ kìa,
Cô hãy nhìn kìa, ông và bà đang đi cười cười nói nói, chắc sắp vào đây rồi. Em xin phép được lui ra, kính chúc cô được nhiều may mắn nha. Dạ, con xin kính chào cha mẹ. Đứng lên đi con. Bà ơi, bà hãy nhìn kìa, con gái mình thật là đẹp vậy. Quả thật nhà ta tốt phước vô cùng, có một ái nữ như tràng mộng xuân. Chúc anh đài, cha mẹ tới đây nè, để báo cho con một tin mừng đây nè. Tin mừng gì vậy hả thưa cha mẹ? Ông ơi, ông coi kìa, con gái của mình kia kìa, tội nghiệp không? Nó còn ngây thơ quá. Mình nói như vậy mà nó còn chưa hiểu nữa đó. Anh Đài, nghe mẹ nói đây nè. Cha mẹ xem con hiện nay đã lớn khôn rồi. Hãy trai lớn lên đó thì phải lấy vợ, mà gái lớn lên đó thì phải có chồng. Đó là luật của tơ hồng, không thể nào từ chối được. Phải vậy không con? Anh Đài ơi, thiệt gia đình ta thiệt là hữu phước à. Nên có người đến dạm hỏi, gia đình đó mà sánh với gia đình mình đó nha. Ôi thiệt là môn đăng hộ đối à con à. Dạ kính thưa cha mẹ, công ơn của cha mẹ như trời bể. Cuộc lương duyên của con là do cha mẹ định đoạt. Áo mặc sao qua khỏi đầu, nếu cha mẹ thương con xin chọn sao cho con đẹp dạ. Anh Đài con, dạ. Con có nhan sắc lại thông minh, cha mẹ há chọn cho con một kẻ phàm phu tục tử hay sao? Người mà cha mẹ chọn cho con hơn gia đình ta bội phần đó con à. Hơn gia đình ta bội phần? Dạ thưa cha, người ấy là ai vậy cha? Cha nói là con chịu liền, bạn cũ của con, học chung trường với con ở Hàng Châu mà. Cha nói nè, 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 người đó là ai? Mã Văn Tài. Quan Thái Thú. Mã Văn Tài. Thưa cha, con không chịu. Anh Đài, con không ứng à? Dạ thưa cha, Mã Văn Tài là kẻ phàm phú tục tử, hắn cậy cha làm quan thái thú nên không siêng năng học hành, tính tình thì ngang tàn. Con... Anh Đài, đó là tiếng đồn của kẻ tiểu nhân. Mã Văn Tài vốn là một bậc đại công tử đó con à. Đại công tử? Công tử gì? Công tử bột thì có. Hỗn lao. Ông Chúc Anh Đài đừng. Trời ơi, đánh xem trúng tôi bây giờ đây nè. Cứ tay chứ mà nó nói công tử bột. Để tôi dùng lời ngon ngọt âm sâu. Anh Đài con, đường trăm năm cha mẹ đã chọn cho con rồi. À, hay là mày thương nào rồi? Thưa cha mẹ, con xin cha mẹ hãy thương tưởng cho con. Con tu thật, con đang chờ đợi một người. Trong 3 năm tâm tình khăng khít. Ngân tâm ơi, hãy nói thay giùm cô đi Ngân Tâm ơi. Dạ. Dạ thưa ông bà. Ngày gia môn lìa xa, gái vàng hình nam trang đến nơi Hàng Châu. Nơi năm sương tương phùng, cứ tâm giao cùng
tình thêm sâu. Lòng cô đã yêu chàng lưu mà sao sao cả gan làm gia đem nhút nhơ tai họa vào nhà. Bình tĩnh ta lắng nghe nguồn cơn, còn gì ngần tâm nói mau. Dạ thương mà mùi tiếng đưa thắm quen bờ mi, cô con nói môi mai cho chàng người em. Thế là quá rồi, anh Đài. Nếu biết trước vậy, ta không cho mới đi học làm gì. Trao tặng vật là quyền của ngươi, còn đính hôn là quyền quyết định của cha mẹ. Cha, cha ơi, con lại cha mà. Không có lại lộn gì hết, đồ bất hiếu. Kìa, ông làm gì mà nóng nảy như vậy? Bốn định giết con hả? Không nói gì cả, anh Đài. Cha nhất định con phải ưng công tử Mã Văn Tài. Nếu không hả, con sẽ biết tay cha. Một là mày ưng Mã Văn Tài, hai là tao tự giận tao chết cho mày vừa lòng. Tao đi. Cha, mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con ơi, sao con dại dột quá vậy con? Sao cha con nói mà con không chịu nghe? Để rồi to lớn chuyện như thế này. Thôi, hãy nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ khuyên nghe con. Hãy nghe lời cha con mà ưng Mã Văn Tài đi, anh Đài. Không, không, con không thể ưng một người mà con không thương, không mến. Không. Chúc anh Đài, con nên suy nghĩ cho kỹ đi. Con phải tội nghiệp cho cha với mẹ chứ. Cha con đã trót hứa với người ta, người lớn mà đâu thể nói hai lời được hả con? Hơn nữa, quan thái thú uy quyền nhất ở vùng này, khó mà lấy lại lời được nghe con. Mẹ nói ít, mong con hiểu nhiều. Con đừng làm cho cha mẹ buồn phiền, không có tốt đâu con. Nhớ nghe. Mẹ. Thôi, để mẹ vào mà khuyên lớn cha con. Nhớ nghe con. Mẹ. Mẹ ơi. Tiểu thư ơi, có Lương công tử đến. Hả? Có Lương công tử đến nè. Dạ. Ngân Tâm, em hãy mau ra mời Lương công tử vào đấy ngay đó nha. Xin vâng. Hoa sắc hoa chàng hoa bao ý thơ, hoa xuân dịu dàng tình say hương ngất ngây. Hương hoa sắc hoa Sơn Bá, từ Hàng Châu đến đây
để thăm viếng một người bạn học. Dạ thưa, bạn của Lương công tử là trai hay là gái? Dạ là trai. Dạ tên là Trúc Anh Đài. Lương huynh, anh không nhìn ra em sao? Em là Trúc Anh Đài đây mà. Tiểu thơ đừng đùa như vậy mà, tội nghiệp cho tôi. Được rồi, Lương huynh hãy xem đây nhé. Đúng rồi, Trúc Anh Đài hiền đệ. Dạ không, xưa thì gọi hiền đệ, nhưng nay xin gọi là hiền muội. Hiền muội, Lương huynh xin chào hiền muội. Lương huynh, Lương huynh ơi, từ thuở chia tay độ nọ, nhớ Lương huynh dứt điệp khó nghĩ an. Chúc già Lương xa cách trọn tuần trắng, tưởng những ngỡ không còn gặp lại. Lương huynh chẳng ngại nhọc nhằn đến đây thăm muội, hay còn gì xin Lương huynh hãy thốt cạn. Trước huynh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, sao là nói chuyện cầu hôn. Sở dĩ anh chậm trễ vì tưởng họ Chúc là trai, nhờ sư mẫu cho anh biết em đây là gái. Ôi khi nghe được thì nỗi mừng vô hạn, anh lướt dặm băng ngàn đến đây cho chóng kịp việc cầu hôn. Lương huynh, đã trễ rồi. Duyên thiên lý chúng ta không tội nguyên, đôi lứa mình có nợ không duyên. Cha mẹ em ép buộc cuộc lương duyên, đưa họ Chúc vào dòng họ mà. Không, không, không. Ba sinh đã lỡ dơ duyên tình, về lứa đôi trách qua công sao đành chia đôi mình. Câu thề ưa trước kia theo làn khói bạc rồi. Anh Đài ơi, mấy câu thề còn đang với anh nhớ hoài. Lương huynh hỡi, số kiếp duyên tình về chúng ta có thế thôi, xin hẹn kiếp sau này duyên tình của chúng ta thơ hồng dứt buộc ràng. Rằng vẫn một lòng Lương hiền huynh, số duyên mình còn ai những cay đắng nồng. Nếu không mến kỷ niệm mà chi, nếu không yêu trao ngọc chi vậy. Tình mình thôi mỗi đứa một nơi. Câu thề xưa xa. Lương huynh, tưởng đến đây duyên nợ sẽ thành, nào ngờ đấu đôi lứa chẳng nên duyên. Huynh còn ở lại đây để làm gì nữa, chỉ khổ cho em thôi, xin kêu biệt. Lương huynh, Lương huynh chẳng quan nhọc nhằn đến đây thăm
vậy trước khi chia tay. Xin lương huynh hãy nể tình muội. Đây cốc rượu đầy, xin lương huynh nhấp cạn. Đa tạ huynh, xin đa tạ. Ngày lớn sẽ cưới, ta từ ly bối tiên đưa. Mình hết chuyến rồi, mưa gió đây đưa. Số thân âu là kiếp người thế. Hôm kia còn yên vui, hôm qua còn hoa tươi, hôm nay buồn đau thương, hôm nay sầu ước mi tuôn tuôn tràn. Em đi nhưng lòng thương anh, tuy đôi mình xa nhau, không quên lời thương yêu. Lương huynh ơi, đừng khóc than đau lòng. Có ai đâu khóc ly tan cho mình, thề thốt hết giấc mơ tan, chỉ mang theo u buồn. Dần dần luyên ái sao cách biệt, tình kèo sơn sao cách xa. Tình này xin trọn kiếp, nguyện ghi tim khắc xương. Giọt nước mắt có em thôi, khóc ly tan bên chàng. Nào dám nói thúy chung câu, biết trong em thẹn lòng. Thôi chữ đồng trôi đưa, cũng theo bèo. Hỡi cô nhân, tình không toại nguyện là do số phận. Phận số ơi, phận số, tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai, kẻ được mong nay thành tan vỡ mộng. Lương huynh, mau! Lương huynh, Lương huynh ơi, chàng gì thiếp mau hồng lai lăng, thiếp gì chàng lệ đổ dầm tuôn. Đời của ta sao qua đắng cay, hận tình sự lương duyên ngang trời. Lương huynh, Lương huynh ơi,
sơn. Tiếng xưa thề trao ước giao, tiếng đưa phu chia ly. Ngày vui sum vầy trao gửi trăm vàng, chứa chan giờ tước mơ. Đâu ngờ tan vỡ cát xây nên thành, nước cuốn trôi uổng công đời chờ. Đau xót trong anh mau tu, tái tư tâm hồn mình nát tan. Tránh sao quá công sắp bài, cánh biệt ly đoàn trường. Sâu đau đắng cay khăn hồng ước đắng lê tràn chứa tràn. Nơi Nam Sơn anh vẫn luôn thương nhớ hoài, kỷ niệm khó phai. Lương chúc tuyên thề nhánh liễu làm hương, vàng dài chứng minh đất trời phụng quang sang. Núi non chập chung không làm nàng bước, ngày anh tiếng em quay về bước qua cầu. Cùng nhau ngắm đôi cá bơi người tiêu phu, đốn cây mang về kia là đôi ngóng chùa Quang Thế Âm. Hôm nào hỡi anh đài, làm sao để quên giờ đành sao. Phui bao ân tình em mặc áo cưới kiều hồng du quy, buồn cho thế Lưu.
đành rồi chia phôi, xin chờ nhau kiếp sau. Trùng quang tái lai sẽ trúc mai. Khi chia tay em không nói thật, để anh cứ tưởng em là trai không hè. Ôi, tứ cửu này xin thành thật cảm tạ hai vị lão tơ hồng. Ngân Tâm ơi, em quả thật là nên trang người đẹp đó. Tại anh hết á. Tại vì lúc trước anh vô ý, em đã mượn cảnh vật để ám chỉ em là gái, mà anh chẳng có tìm ra hả? Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Ôi, chánh thị anh là đồ ngu số một à. Cảm tạ em có lời khen tặng. Cái gì anh nói cái gì? Anh là người duy nhất của con người. Em ơi, bây giờ hôm nay anh có đôi lời muốn nói với em nè. Anh muốn nói với em chuyện gì nữa hả? Ngân Tâm ơi, hôm nay anh muốn nói với em á, không gì khác hơn á là anh muốn giữ lại lời thề năm cũ á. Em biết không, lúc xưa á, em là con trai. Ta gặp nhau trên đường Nam Sơn tiểu lộ thì chúng mình kết bạn tri âm, thề chung gian khổ sớt chia vui buồn. Trong lòng anh giữ mãi lời xưa, anh nguyện lo lắng cho em tới cùng. Nó dốc vài hả? Muốn lấy chồng cho đẹp cuộc đời, chuyện lấy chồng xin để anh lo. Anh đây xin chọn cho em một tấm chồng. Thiệt không? Thiệt, chiều cao phải là một thước một. Mày tầm mắt phụng mũi lần. Thôi thôi đi, con người gì mà nghe nói khắc ghê hả? Anh chỉ cho em biết đây là ai. Là anh đây nè. Hả? Anh nói sao? Anh muốn làm chồng em hả? Không đâu, anh chỉ muốn nâng khăn sửa tóc cho em thôi. Không dám đâu. Sao vậy? Anh nói sao mà nghe dễ quá vậy? Đúng à, không dễ xa nhau đâu em. Hả? Em nhìn anh hả? Em muốn nói gì với anh hả? Em có chịu ưng anh không? Không, không bao giờ em chịu. Sao vậy? Em chê anh hả? Không phải. Không phải đâu mà. Không phải là em chê anh. Nhưng mà kẹt có một cái là còn ông bà ở nhà nữa. Em nói anh nghe nè, không ấy á, để em về em hỏi lại ông bà. Chừng nào ông bà cho phép thì em đây mới chịu ưng anh á. Nếu ông bà không chịu thì sao? Nếu ông bà không chịu hả, thì em... em cũng không chịu luôn. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Anh Tư Cửu, em sao vậy? Anh Tư Cửu ơi, anh sao vậy? Trời ơi, tôi thổ quyết rồi. Trời ơi, anh Tư Cửu, anh thổ quyết hả? Anh Tư Cửu. Đúng nghe, chết tôi rồi, xin dính đi. Trời ơi, máu ra nhiều hết cho anh Tư Cửu ơi, đừng làm cho em sợ mà. Mau đăng sát nè. Cái đồ quỷ à. Ê, Ngân Tâm. Anh lại
duyên tình cách chia. Anh đại ơi nàng, dây chép ghi bao tấc lòng, quyết không lìa xa. Đại em ơi, đến ngày anh thác không quên câu thề, vẫn còn đây xót xa khi nhìn thấy đau người yêu. Làm sao quên kỷ niệm như thuở trao nhau ban đầu, lệ sầu rơi đượm thắm. Người tình đầu nơi xa có thâu, ôi đông đầy chung máu chuyện tình này. Chúc anh Đài, anh Đài, anh Đài, chúc anh Đài. Sơn Ba, Sơn Ba con, ngồi dậy uống thuốc đi con. Mẹ, mẹ ơi, Tư Cửu về chưa hả mẹ? Tư Cửu nó chưa về. Sơn Ba, con đừng nghĩ tới chút anh Đài nữa mà không nương. Con ráng uống thuốc cho sớm bình phục đi con. Mẹ ơi, thuốc thang chỉ làm nhọc công của mẹ. Nắng mưa giông bão là chuyện của trời, tương tư là chuyện của người. Mẹ ơi, bệnh tình con khó mong thuyên giảm, đau ngoài da thì dễ trị, kỳ thật khó mà trị ở trong. Sơn Ba con, đừng nói nhảm. Dằn cơn sầu, lòng mẹ như kim châm thăm thương, thân xác còn heo ua. Cha con lúc xa trần gian, thương mãi tranh cờ con thơ. Khi con biết anh mẹ lo đàn áo, khi gió đông xe lạnh
sắc, đem bước mơ tàn bồng rạng rỡ hiên dương. Con thơ để lụy tự thân, chưa đáp ơn sanh thành, để đe già khóc biệt măng non. Mẹ đã vì con mắt sâu chứa chan ngân lệ, cao xanh nở bài nghi quang, tang tóc trùm thế gian. Con ơi, cố gắng tình dưỡng tâm trí lành, tình duyên bất thành thì thôi phải đành. Trăm anh chúc già, làm sao phước đến tha. Đừng dối trời để hận suốt đời, bi thương ngắn sầu. Nếu một mai con có mệnh hệ nào, lại mẹ tha tội cho con, vì kiếp này con không trọn đạo. Sơn Ba, con ơi đừng nói vậy làm mẹ sợ. Uống thuốc đi con. Kìa, Tứ Cửu nó đã về. Tứ Cửu thế nào? Thư của ta gửi đến Chúc Anh Đài. Thư của ta đến, chắc có lẽ nàng cũng phúc đáp chứ. Dạ, vâng lệnh của cậu. Em mang bức thơ đến cho Chúc Tiểu Thơ. Thơ em trao tận tay Chúc Tiểu Thơ xem đi xem lại nhiều lần, đã khóc sướt mướt không sao ngăn được. Cuối cùng Tiểu Thơ nói rằng. Nói sao? Nói thế nào? Tiểu Thơ nói rằng không có thơ phúc đáp. Không có. Nếu nàng không có thơ phúc đáp, chắc cũng có đôi lời nhắn gửi. Dạ đúng vậy. Tiểu Thơ nhờ em về nói lại với cậu rằng, xin cậu đừng tưởng nhớ tới nàng mà phải sanh bệnh không tốt. Cố lãng quên mà tìm nơi khác để nỗi buồn phiền chống lành. Nàng hiện nay đã thuộc về dòng họ Mã, không còn gì với họ Lương. Sao lời nhắn gửi, nàng bảo em trao tận tay cho cậu kỷ vật này để gọi là vĩnh biệt. Đây, đây là mái tóc của nàng vừa mới cắt. Mái tóc. Vì vì đâu I
thời còn đâu. Trên dương thế ta không gần nhau, xuống âm tỷ đôi ta trùng quan, tiếng khóc thê lương tóc tàn trời sâu. Cậu, cậu ơi cậu, Sơn ba con cậu ơi. Gió đâu đơn lạnh buốt cả tâm hồn, dần hồng sáng soi không làm rạng ân tâm hồn. Đài ơi anh nói tình chút lương ngàn năm, nắng mưa phai nhòa không phai được tình. Sầu đau ta yêu chút nương, con yêu đại ngàn đời thế thôi. Trời cao chứng cho dù thác nhưng tôi còn yêu, dòng nước trong như lại lao bao tình thương. Mời tiểu thơ trang điểm. Chỉ còn trống chốc lát nữa đây, ta sẽ trở thành một nàng dâu của nhà họ Mã. Chúc tiểu thơ phải trang điểm cho thật lộng lẫy, bởi hôm nay là ngày trọng đại nhất đời của người con gái. Nếu đã biết ta về với dòng họ Mã,
thở. Người ấy có buồn không? Tiểu thơ ơi, có anh Tứ Cửu đến. À, đâu? Tứ Cửu đâu? Tiểu thơ. Tứ Cửu. Em đến đây có việc chi? Còn Lương Công. Lương Công. Như thế nào? Lương Công đã. Như thế nào? Lương Công đã chết rồi. Trời. Tiểu thơ. Lương Quân. Tiểu thơ. Khi Lương Công xa cõi trần từ gia thế gian, để ước đắm gào tên chúng anh đài. Lương Quân ơi, Lương Quân, như xót thương trời nối ba đào, luyện nhớ phùng hoàng sang. Này không kết nghĩa châu trần, mong kiếp sau tương phùng. Tư Cửu, trước giờ Lương Công mất, người còn điều gì để trăn trối nữa không? Dạ, trước khi mất, Lương Công kêu hàng mươi tiếng tên của tiểu thơ, rồi bảo tôi trao lại cho tiểu thơ chiếc khăn đẫm máu này. Chiếc khăn đẫm máu đồ nọ đây mà. Dạ không, đó là máu của Lương Công vừa tuôn ra lúc chết. Trời ơi, Lương Quân ơi, anh chết thật là thê thảm. Tư Cửu. Dạ. Xác của Lương Công tử được mai táng ở đâu? Dạ. Ở đâu? Hãy nói mau. Lương Công có dặn, linh cữu được chôn ở lề đường Nam Sơn Tiểu Lộ, để đánh dấu buổi chia tay. Nam Sơn Tiểu Lộ. Được rồi, Tư Cửu, em hãy đến ngôi mộ của Lương Công tử mà chờ ta. Nhưng mà hãy đi đi, đừng nói gì nữa cả. Hãy đi mau đi. Đi đi. Chứ ông bà tới, anh Tư Cửu theo em đi ngã này, nhanh lên anh ơi. Sơn bà ơi, Sơn bà. Chúc anh đài, xe rước dâu đã đến. Tại sao con chưa trang điểm? Con biết giờ này là giờ nào không? Bà coi kìa, hình như nó khóc phải không? Lạ không? Thấy con gái sắp về nhà chồng là phải xa cha xa mẹ, thì nó phải khóc, đó là lẽ tự nhiên rồi. Hồi đó hả, tôi còn khóc sưng con mắt đây nè. Anh đài con, con mau trang điểm cho kịp giờ tốt đi con. Khóc chút đỉnh thôi được rồi, cha mẹ cũng hiểu con rồi. Đừng bi quan quá, e sắc hương ủ dột nghe con. Ông bà ơi, không làm sao cho tiểu thơ con hết buồn được. Tại sao vậy? Vì tiểu thơ vừa hay tin Lương Công tử chết, người chết bởi mối tình tuyệt vọng. Nó chết thì thấy kệ nó, có can hệ gì mà khóc. Anh đây, mau lo sửa soạn nhanh lên. Không can hệ à? Cha nói vậy mà nghe được sao? Nói thì phải được chứ, quả thật mới là đồ nghịch tử. Khoan, trời ơi, ông sao nóng quá à? Ông muốn giết con mình hả? Ông để nó cho tôi, tôi nói phải trái cho nó nghe là nó phải nghe thôi. Anh đài con, như con với họ Lương trước đã yêu nhau, nay không may người đã chết rồi, con có thương tiếc đến đâu thì người cũng không sao mà sống lại được. Mẹ thương tình dạy bảo, con xin dâng lời để lên xe qua.
Nhưng vì một điều kiện. Không có điều kiện gì cả. Nếu cha không chấp thuận thì con thà chết chứ quyết không lên xe qua về dòng họ mà. Ông à. Cái gì? Tôi gian lại ông mà. Ông chiều con một lần đi ông. Thiệt tình con hư là tại mẹ. Đâu thừa tôi nữa à? Thôi được, ta bằng lòng. Người muốn gì? Qua má văn tài đinh na cớ sao người thốt bao lời ta chẳng cho trên cha chẳng cho dưới thì con anh đài con xin chưa từng thấy xe hoa mà rải giấy tiền vàng bạc. Trời ơi, vậy là điềm bất lành, ta không thể nào chấp nhận được. Tại sao lại không được? Tất cả đều phải được. Nếu không thì tai họa sẽ đến với Chúc Gia Trang này. Có ba điều tai hại cho nhà ta. Một là Chúc Anh Đài sẽ liều chết. Hai là Mã Thái Thú không để cho ông được yên. Ba là tôi sẽ tự giận khi gia đình này có tai họa. Thôi, ông nghe chưa? Thôi, đúng là tự giận, tức chết để được tại bà hết đó. Thôi được rồi, ta chấp nhận. Gia nhân đâu? Đưa xe qua Chúc Anh Đài đến Mã Gia Trang kết thành hôn lễ.
không tàn, chưa chàng ở thêm thương sâu tình đã sâu. Đất nước đang hồi quang thân hoàng tình ta. Thôi hết mong, thôi hết trông, đoạn đứt tim lòng. Ngước cao kêu lên trời, cầm duyên xa cách
Hãy subscribe.